老板你好，谢谢老板。老板你好。Chào em tên là gì? Ta chào Tu Jun In, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 20 tuổi. Ta jin nian 20 tuổi, em chiều cao cân nặng bao nhiêu? Cao 168, nặng 63 cân. Ta thân cao 1m68, thể trọng 63 kg, em học hết lớp mấy? Em học hết cơ bản. Ta cao trung bị yê de. Em có bị cận thị mù màu không? Em không ạ. Ta mei you jin shi, mei you se mang, em thuận tay phải hay tay trái? Tay phải. Ta xuân yêu sầu. Em đã kết hôn chưa? Em chưa. Em có người yêu chưa? Em chưa. Em dự định bao lâu nữa mới kết hôn? 10 năm nữa. Tha mu chiến hái tan sân, hái miêu nữ phóng yêu, tả xoan 10 nén hô chai chế huân. Em đã đi Đài Loan lần nào chưa? Em chưa. Tha mấy ổ truy cô Thái Loan, lần này em đi Đài Loan là tự nguyện hay ép buộc? Em tự nguyện ạ. Tha tự nguyện truy Thái Loan tờ. Em muốn đi Đài Loan mấy năm? Đi 6 đến 9 năm ạ. Tha chẳng truy Thái Loan 6 tao 9 nén. Thế học xong cấp 3 đến bây giờ thì em làm những công việc gì rồi? Em học xong cấp 3 từ năm 2021 đến năm 2023 thì em đi làm mộc. Cụ thể công việc là làm gì? Em về điêu khắc, về làm về hoa văn ạ. Ok. Tha cao trung PA hô chúng 2021 到现在是做木工的，主要的工作内容就是雕刻，还有搬运。Em có thể bên nặng được bao nhiêu cân? 35 đến 40 cân ạ. Tha có thể bên trung 35 到40 công trình. Em đã từng làm luân cao bao giờ chưa? Em rồi ạ. Bao nhiêu lâu đổi cao một lần? 1 tháng đổi một lần ạ. Tha yếu lớn cô ban là 1 cơ yếu lớn 1 次. Em đợt này đi thì ai sẽ là người chăm sóc bố mẹ em? Bố mẹ em còn trẻ lắm. Bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? Bố mẹ em năm nay 50, bố mẹ em năm 49 ạ. Thế coi như là còn trẻ vẫn tự chăm sóc được đúng không? Vâng. Tha phụ mũ chơi sư, tha chơi sư truy Thái Loan phụ mũ hài nhiên chinh, so y khơi chi chỉ trao cụ tờ. Bà bà chi nén 50 tuổi, ma mà 49 tuổi. Nhà em có mấy anh chị em xếp thứ mấy? Em có hai chị em ạ. Em xếp thứ hai. Thế chị em có ở Đài Loan không? Chị em không ạ. Em có người thân bạn bè ở Đài Loan không? Em không ạ. Tha trai Thái Loan mấy ổ chinh chi phóng yổ. Tha chia lý yổ lẻng cơ xung đi chế mẹ. Yổ y cơ chế 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 mùi chèn trai Yuyên Nán công chủ. Em có phối hợp tăng ca được không? Em có ạ. Tha cơ hệ phê hợp gia ban tờ. Em có thể làm việc trong môi trường bụi bạm ồn nào không? Em có ạ. Tha có thể tại phần sấn hay ở giao in ở công chỗ hoàn trình mình sang ban. Em có bị dị ứng, bị viêm xoang, bị mãn tính bao giờ không? Bệnh mãn tính không? Em không ạ. Tha mấy ổ mãn sinh chí bình, mấy ổ cua mỉnh cua, mấy ổ bí đầu yến cua. Em có thể làm việc đứng liên tục hoặc ngồi liên tục 12 tiếng không? Em có. Tha có thể cho liên suy 12 小时站着还是坐着工作. Em cố định làm đêm 3 năm có chấp nhận được không? Em có. Tha có thể cố định sang yê ban 3 nén. Em có biết công ty Bách Hòa này làm ban ca và em có chấp nhận được không? Em có. Tha hiểu chữ đạo bài hướng sẽ sang ban chữ tờ khởi chia sâu tờ. Em đã từng mổ, đã từng gãy xương, đã từng nằm viện bao giờ chưa? Em chưa. Tha mấy ổ khai cua tao, mấy ổ củ chớ cổ, dễ mấy ổ chu cổ yên. Trên người em có hình xăm không? Em không. Tha sân sang mấy ổ chữ chinh, bàn tay em có mồ hôi tay không? Em không. Anh xem nào. Tha sầu chu, mấy ổ sầu hạt. Em có hút thuốc uống rượu không? Em không. Tha mấy ổ châu yên, mấy ổ hơ chổ tờ. Nếu mà làm ở trong công ty Bách Hòa làm trong thời gian làm em bị vi phạm cái quy định của công ty, bị lập 3 bản cảnh cáo thì em lúc đấy sẽ bị công ty đưa về nước, em có chấp nhận được không? Em có ạ. Nếu mà trai phải hứa được công chô trí trên này, yên quê quấy phản công chẳng quy định, ở bây khai 3 trăm chỉnh cao tan chưa bị chuyển xung hồi truy được chương quy, chương phân quy định, tha chi đạo tha也可以接受的. Ok, xong rồi, cảm ơn em. Xin chào các bạn.